Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Việt Nam TV. Thưa quý vị và các bạn, đối với các lực lượng hải quân trên thế giới, tàu sân bay là biểu tượng của uy tín và quyền lực, giống như là thiết giáp hạm trước đó. Đối với Mỹ cũng vậy, tàu sân bay là biểu trưng cho sức mạnh của Mỹ. Mỹ đang vận hành 11 siêu tàu sân bay, gồm 10 tàu lớp Nimitz và một tàu lớp Ford đang hoạt động, tạo nên lực lượng có 102 trên thế giới. Các siêu hàng không mẫu hạm của Mỹ có thể triển khai tiêm kích, máy bay ném bom, chính xác chỉ huy ở trên không ở bất kỳ đâu bà không cần đồng minh gần đó cho mượn sân bay nhưng mới đây tờ thao theo của trung quốc đã có một bài phân tích nghi ngờ về khả năng mỹ đang nói dối về số lượng tàu sân bay của mình và con số tàu sân bay thực sự là lớn hơn rất nhiều sau đây chúng tôi xin được lược dịch nguyên văn bài viết xin mời quý vị cùng lắng nghe khi nói đến tàu sân bay chúng ta không còn xa lạ với sự phát triển của xã hội ngày càng có nhiều quốc gia có tàu sân bay Hiện tại, số lượng quốc gia có hàng không mẫu hạm trên toàn thế giới đang dần tăng lên. Tại Hoa Kỳ, chúng ta biết rằng có 11 tàu sân bay đang hoạt động, tất cả đều là tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân. Nhưng điều mà nhiều người không biết là trên thực tế, Hoa Kỳ không chỉ có 11 tàu sân bay, con số thực tế thậm chí còn nhiều hơn chúng ta nghĩ. Vậy phần còn lại của hàng không mẫu hạm của họ đang ở đâu? Trên thực tế, những hàng không mẫu hạm này đã bị Hoa Kỳ che giấu bởi vì các hàng không mẫu hạm này hầu hết là các hàng không mẫu hạm thông thường không được Hoa Kỳ coi trọng. Trong chiến tranh thế giới thứ hai, Hoa Kỳ đã chế tạo tàu sân bay với tốc độ mà chúng ta không thể tưởng tượng được. Tuy nhiên, trước hết bạn cần có đủ tiền để chế tạo một tàu sân bay. Điều này tất nhiên là rất cần thiết. Ngoài ra, có nhiều phí bảo trì đắt hơn đang chờ bạn. Do đó, thường có những người nói rằng việc chế tạo tàu sân bay thực sự có thể được chế tạo nhưng họ không thể mua được. Bởi vì điều này, sau chiến tranh thế giới thứ hai, Hoa Kỳ đã loại bỏ một phần của hàng trăm hàng không mẫu hạm được chế tạo vào thời điểm đó và sử dụng các bộ phận mà nó có thể sử dụng cho phần còn lại của tàu chiến. Trong thời bình, Hoa Kỳ tuyên bố rằng các tàu sân bay này đã bị tháo rỡ, chỉ còn 11 tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân. Nhưng đây là một điều bất hợp lý. Chúng tôi cũng vừa nói rằng Hoa Kỳ đã tháo dỡ một phần, nhưng một phần lớn của họ đã bị che giấu. Rốt cuộc, không ai có thể dự đoán được tương lai nếu có chiến tranh trong tương lai, các tàu sân bay của Mỹ có thể có ích. Cộng với chính Mỹ là một quốc gia rất hiếu chiến. Họ chỉ cần bảo trì thường xuyên các hàng không mẫu hạm này. Được biết, hiện có khoảng 80 hàng không mẫu hạm bí mật được giấu kín tại Mỹ. Nói về điều đó, phải có một số nghi ngờ. Ngay cả khi có chiến tranh, các tàu sân bay này đã bị tụt lại phía sau và chúng có thể không được sử dụng nhiều. Cũng có thể bán chúng trực tiếp cho các nước khác. Lợi ích ở đây là Mỹ vừa có thể kiếm tiền, vừa không phải trả chi phí bảo trì cao, nhưng trên thực tế, đây là một điều rất nguy hiểm đối với Mỹ. Chúng ta biết rằng không có nhiều quốc gia trên thế giới có thể chế tạo tàu sân bay, vì vậy một quốc gia vẫn có thể có lợi thế trong việc có tàu sân bay. Nếu như Mỹ bán hàng không mẫu hạm, nó tương đương với việc bán công nghệ tàu sân bay cho người khác. Điều này sẽ gây ra mối đe dọa cho Mỹ. Sau đó, Mỹ thà che giấu nó còn hơn là bán nó cho các nước khác. Ít nhất cái này có thể đảm bảo vị thế của họ như là một sức mạnh quân sự thưa quý vị và các bạn trên đây chúng tôi đã trình bày về bài phân tích của thao Thèo về sự thật tàu sân bay của mỹ quý vị hãy để lại nhận xét quan điểm của dương mình về chủ đề này xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo